Phường Mỹ An, quận Hoàng Sơn đã tổ chức xác nhận giấy đi đường theo mẫu mới cho người dân trên địa bàn để tham gia giao thông trong thời gian giãn cách xã hội. Để kịp thời cho người dân và đảm bảo giãn cách phòng chống dịch, phường Mỹ An đã tổ chức tổ công tác túc trực tại nhà văn hóa phường để tiến hành các quy trình thực hiện việc cấp giấy đi đường. Người dân đến đây để xác nhận giấy đi đường được bố trí, ngồi giãn cách, điền các thông tin cần thiết vào mẫu giấy theo quy định của thành phố. Sau đó, cán bộ tiếp nhận của phường xem xét, xác nhận đối với các trường hợp có lý do phù hợp được quy định tại chỉ thị 05 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Lãnh đạo địa phương cho biết nhu cầu của người dân khá lớn, tuy nhiên địa phương chỉ xác nhận đối với những trường hợp thực sự bất thiết, đồng thời gấp rút hoàn thành việc cấp giấy đi đường để đảm bảo công việc cho người dân, cũng như giúp lực lượng tại các điểm chốt dễ dàng hơn trong việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý người dân khi tham gia giao thông.